Rồi người đẹp này ở đâu? Ở Tân Bình, Tân Bình. phường 15 Tân Bình. À, vườn 15. Vườn 15 là ở đâu? Nhớ cái 15 ở chỗ nào? Phường 15 ở bên đường sân bay. Đường sân bay ở bên ven bờ tường sân bay. À vậy hả? Nằm ở đường Phạm ở đường trường chính này về đường Phạm Văn Bạch ạ. À vậy. Rồi. Bị sao? Em bị đau lưng và tê cái chân. Hôm bữa trước bữa trước đi, sao? Đi một lần rồi. À, đi một lần rồi. Đi một lần rồi. Tôi nhớ mà rồi. Mà về quê giờ mới vào. Quê Nghệ An hay là Hà quê Tĩnh? Hà Tĩnh. Hà Tĩnh à, rồi. Rồi quyển nào? Ở Thạch Hà. Ở Thạch Hà đó ha. Dạ. À rồi. Thạch Hà là tôi cứ nói tới Thạch Hà tôi nhớ Thạch Hà. Dạ. Đẹp quá. Bây giờ cái chỗ mà mỏ thép họ có làm không? À, giờ họ bỏ rồi. Họ bỏ rồi. Dạ. Tại vì ô nhiễm quá mà. Đúng rồi. Mà mỏ thì nó lấn ra biển. Đúng, chính xác. Hồi đó tôi lại đó là nguyên cái dưới bãi biển. Dạ. Dính ở đó là mỏ nó lấn ra biển nhiều. Rồi. Dạ. Thấy ngưng rồi, chứ mà không biết sau này họ có khai thác nữa hay không thì thực ra là cái đó mà khai thác đó thì cần phải có cái công nghệ mà dạ. Chống cái dạ. ô nhiễm đó, thì mới nên làm, chứ còn làm vậy không tốt. Rồi. Dạ. À, bây giờ đó là em bị tin đinh nữa. Vậy em ở đây mấy hôm được không? Dạ mấy hôm thì cũng được. Giờ đi đi. Dạ. Như gì đâu, giàu cũng đủ giàu rồi em. Dạ. Giàu thì không có. Ở nhà chứ đâu có làm gì đâu mà đâu giàu cần. Cái người mà ở nhà mới ngon á. Dạ. Ăn đứa này nhìn đâu nghèo được. Ở đây đi. Rồi cái xong cái giờ bận quá Tết em đến đây em làm được không hay là giờ? Qua Tết cũng được nhưng mà uổng lắm. Giờ cơ hội là tại sao tôi dụ ở lại đây này là gì? Cái mùa này á là ít khách. À. Hiểu không? Dạ. Mùa này. Tại vì mấy bữa nay bận Tết giờ phải về dọn nhà dọn cửa đó. Thực ra là nói mới về quê vào á. Bận không ơi, đừng bận. Thiệt ra là nó thẳng là bây giờ tới Tết mình ế vậy lắm. Cho nên chỉ có đúng ha. Rồi đó là rồi kệ đó, đưa cho bà đi, cho bà cầm sổ cô thông hành mới đi. Em xin ra Tết đi, em xin ra Tết em quay trở lại. Giờ về mới về quê vào nhà bận rộn lắm. Bận rộn thôi cũng được tùy. Lau nhà lau cửa rồi. Rồi hôm nay uống cái gì rồi? Em uống rượu ớt. Với gì nữa? À, mới uống rượu ớt thôi. Rượu ớt rồi. Dạ, mà thấy tim thành nhẹ rồi. Tim thì ok rồi, dạ, rượu ớt nhẹ rồi. Bây giờ khó chịu gì lắm người nhiều nhất bây giờ hiện tại? Khó chịu hiện tại giờ là một là bị tin đinh. Rồi. Đó là hai nữa là bị đau lưng. Ừ. Và hành chèn giải thần kinh. Chèn xuống thần kinh tọa. Dạ. Bây giờ tọa đúng là phải ở lại mới được. Chứ giờ bà Hà tôi nói thiệt, tôi bắt bà ở lại luôn. Tại vì về mà làm nặng là bà bị còn bị nặng hơn nữa. Dạ em thấy cũng làm mà chi nặng ạ. Tôi biết bà chỉ thôi, hai ba đứa nó chạy tới chạy lui thôi. Nhưng mà giờ bà không chỉ chịu nổi. Em xin ra tiệt em lên. Tại vì nhà gần đây em ra tiệt em lên. Được rồi. Dạ. Để bà ra là tên lên. Ra tiệt lên. Rồi. Kéo lưng ha, nhưng mà dỗ và chỉnh lại cái tiền đình chỉ này chút xíu. Ha. Rồi bẻ lưng nhau ăn cái rồi bẻ về. Yeah. Nha. Rồi bây giờ là em uống rượu ớt rồi về em uống thêm cái rượu thập cốt nữa. Ừ, thêm cái thập cốt nữa. Tại vì khớp thấy đứng ngon lành chứ. Không, không quay khớp ngon lành mà cái khớp đứng lưng lưng. À, ừ. Rồi nằm xuống đi. Khổ thân. bệnh mà cứ lo coi mà lo chuyện gì đâu không mày. Rồi dỗ cái tay để chỉnh cái tiền đình chút xíu. Dỗ đi đâu cần. Rồi, nó cưng bà quá. Đây, đến đây. Đây, ông nội. Trời ơi.
Cái người đẹp này nó nhiều người cưng quá. Đây nè, em vỗ vậy mới được, nó mới chỉnh lại cái trong cái tiền đình. Rồi, bẻ lưng đi. Hey, vất vả quá. Cái quầy đó, cái resort của học trò của thầy á, là theo cái bài bãi biển mà Thạch Hà á, là cũng gần cả 2 cây số mà làm ăn không không được. À, này không phải ở bên đó, ở con quận 8 à, ở quận 8 dạ. À, quận 8 phải quận 8 là ở, ở gần bến xe đó, ở bến xe miền Tây hả? Bến xe quận 8 à, cầu Nhị Đường đi xuống này. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, thôi đó, cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8. Rồi rồi thầy nhớ rồi. À, rồi à, em bị sao? À, con bị cái cổ, ừ, với cái lưng, với gần đây theo kiểu là mình thấy như là nó, thứ nhất là cái có thể là do công việc hay gì này, cái mình hơi ong ong cái đầu. Ừ, dạ. Nhưng mà tướng to khỏe vậy sao đau lưng đau cổ vậy? Có chơi cái gì không? Có chơi hay là tập yoga hay gì không? Dạ không à. Dạ này. Mà bị đau vậy lâu chưa? Cổ thì con bị lâu rồi. Đó là do làm văn phòng, ngồi lâu là chừng vài năm là nó bị. Dạ. Còn cái lưng? Cái lưng có thể là do lúc trước con có chơi thể thao á. Đá banh rồi. Đá banh hả? Dạ đúng rồi. Có thể là vậy. Có thể là do cái đó, cái chấn thương. Duy nhất là mình chơi mấy cái môn mà nặng đó đó. Mà cái mà nguy hiểm nhất của mình đó là vô cái này, nhào vô, nghỉ sức á. Mình không có khởi động cái gì đó. Rồi sau này nó bị tổn thương hết rồi. Dạ. Tay chân dạo này con hơi bị mỏi, có thể là con không biết con đi xa hay không, đi làm xa, ngồi xe. À, ngồi xe nó mỏi, cái đó thì không nói được. Dạ. À, bây giờ vậy là chỉ có cái là chườm gan với chườm cổ thôi, ha, chườm đá làm gan với chườm cổ thôi. Không cần 16, 8 nữa, còn thanh niên còn khỏe, ngon lành, không có gì đó. Uống rượu ớt với cái rượu nhào thôi. Dạ. À, khoan khoan, à, đúng rồi, rượu ớt với rượu nhào thôi, được rồi. Rồi vậy nha, rồi nằm xuống đi. Kéo cổ, bây giờ kéo cổ cho biết, để cho nó nghe nó đã sao phải không? Kéo cổ, kéo lên. Rồi, đứng dậy thử coi nghe dễ chịu lưng cổ chưa? Được rồi ha. Dạ. Rồi về chịu khó uống mấy đó với chùm đá được rồi. Dạ rồi. Thanh niên không lo gì. Dạ. Rồi. Dạ con cảm ơn. Mày mốt quá. Nghề giờ hiện nay làm nghề gì? À, con làm bên văn phòng. Ờ. Dạ. Không phải. Đại tướng ngon lắm, mốt qua học nghề để cứu đời. Dạ. Tướng này đã lắm. Con biết ở đây là cũng do một người chị làm bên đông y á. À vậy hả? Dạ. Tại vì cái con bị lợp một cái khớp cổ. À. Nên chị nói là khi qua thầy mới chị được. Rồi đúng rồi. Dạ. Không sao đâu nha. Dạ. Giờ này về làm trộm đi hết rồi. Dạ rồi con cảm ơn thầy. Ok. Hồi chị này là bệnh cũ mà hả? Rồi lại đây. Là lại đi mấy lần rồi? Lần này lần thứ 3. Thứ 3 rồi đó. Dạ. Nhìn quen mặt rồi.